chiến trường Đông Âu vẫn chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong những ngày qua. Nga và Ukraine sáp lá cà cực căng tại miền Đông, chiến thuật tiêu thổ khiến Bakhmut hoang tàn trong đống đổ nát. Giữa lúc đó, binh sĩ Kiev vẫn căng mình phá vỡ vòng vây của đối phương, đồng thời cảnh báo lực lượng Wagner sẽ bị xóa sổ nếu không thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên, ông trùm lính đánh thuê khẳng định đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut. Bên cạnh đó, Moscow còn lớp chồng lớp, dựng siêu chiến hào, lắp đặt phòng thủ, đồng thời tuyên bố đủ quân để đẩy lùi quân Ukraine. Tình hình cụ thể ra sao? Ở diễn biến khác, sau khi bị đồng minh chất vấn và lộ chứng cứ về sự hiện diện của NATO ở Ukraine, Mỹ nóng mặt tuyên bố sẽ lật tung mọi ngóc ngách để tìm ra nguồn gốc rò rỉ tài liệu. Trong bối cảnh đó, các quốc gia NATO cũng tức tốc nâng cấp quân đội. Cùng lúc đó, Mỹ liên tục cùng Philippines, Nhật, Hàn củng cố liên minh an ninh ở châu Á, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, quan hệ giữa các nước láng giềng trong khu vực này lại đang vướng nhiều khúc mắc. Tất cả sẽ có trong toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế, chương trình tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trận chiến Bakhmut ở miền đông Ukraine vẫn là điểm sục sôi nhất tại chiến trường Đông Âu. Xót xa hơn, Bakhmut giờ đây đã trở nên điêu tàn với những vết thương chiến tranh khó chữa lành. Tương tự như thành phố cổ xinh đẹp Aleppo từng phải chịu đựng sự tàn khốc của cuộc nội chiến ở Syria khi xưa. Tình hình tại đây cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hãng thông tấn Ukrinform hôm 11 tháng 4 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia cho biết, do chiến thuật tiêu thổ của Nga, một phần của lãnh thổ Bakhmut hiện nay đã trở nên tương tự như thành phố Aleppo của Syria, nơi bị tàn phá nặng nề bởi các vụ đánh bom lớn. Bà Malia cho biết, lực lượng Nga không chỉ tập trung quân chính quy ở đó mà cả Wagner cũng đang được triển khai nhiều trong khu vực. Nga không từ bỏ mục tiêu của mình là chiếm Bakhmut. Những trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra trong thành phố. Nga sử dụng pháo binh và máy bay với tần suất vô cùng lớn và biến nơi này trở nên tương tự như thành phố Aleppo của Syria. Nga sử dụng chiến thuật hủy diệt hoàn toàn, xóa sổ các tòa nhà và căn cứ. Ngoài ra, theo bà Malia, nếu quân phòng thủ Ukraine không bảo vệ Bakhmut, quân Nga sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Trước đó, theo Ukrinform, lực lượng biên phòng của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công khác của Nga vào Bakhmut. Giữa lúc đó, theo đoạn video được Reuters đăng tải mới đây cho thấy, một đội biên phòng Ukraine vào hôm 11 tháng 4 đang căng mình trong trận giao tranh cận chiến với lực lượng Nga tại thành phố chiến lược Bakhmut. Cảnh quay từ camera hành trình trên người một người lính Ukraine cho thấy, các chiến binh đã phóng lựu đạn, khai hỏa rocket. Người lính khác lại cố gắng phục kích địch từ góc tường. Tất cả được thực hiện trong sân của một ngôi nhà đã bị phá hủy. Khắp xung quanh là mảnh vỡ và các tòa nhà đổ nát. Reuters hiện không thể xác minh độc lập thời gian và vị trí đoạn video được ghi lại. Mặt khác, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR vào ngày 11 tháng 4 đã công bố số người dân thường thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là gần 8.500 người. Theo đó, cơ quan này ghi nhận, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái đến ngày 9 tháng 4 năm nay, 8.490 người đã thiệt mạng và 14.244 người bị thương. Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận trong lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát và đang bị lực lượng Nga tấn công như Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, theo Reuters, OHCHR cũng thừa nhận các con số công bố vào ngày 11 tháng 4 có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do khả năng tiếp cận các khu vực chiến sự bị hạn chế. Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công Donetsk, nơi một số thành phố và thị trấn bị bắn phá nặng nề, chẳng hạn như Bakhmut. Trong khi đó, theo Ukrinform đưa tin, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang miền đông Ukraine, ông Serhiy Tsarevagi mới đây đã phát biểu rằng nếu Wagner không thay đổi chiến thuật chiến tranh của mình ở Bakhmut thì lực lượng Wagner sẽ cạn kiệt trong vòng 2 tháng. Ông Tsarevagi nói, với cường độ bị tiêu diệt hiện nay, nếu Wagner không thay đổi chiến thuật, trong vòng 2 tháng, nhân lực của họ sẽ cạn kiệt. Theo người phát ngôn, các cuộc đọ súng đang diễn ra trong và xung quanh Bakhmut. Tình hình trong thành phố vẫn đang rất khó khăn vì chiếm thị trấn là một trong những mục tiêu ưu tiên của giới lãnh đạo Nga vào lúc này. Quan chức này cho biết thêm, tuy nhiên chỉ huy của chúng ta đã thấy rõ kế hoạch của họ. Chúng ta biết cách đối phó với họ. Tình báo và giám sát trên không đang hoạt động cật lực. Ông Tsarevagi nói thêm, nhiều tháng phòng thủ của Ukraine đã làm cho đối thủ kiệt sức. Ukraine đang đánh gục tinh thần chiến đấu của họ và đang làm cạn kiệt lực lượng của Nga, trong khi Ukraine đang chuẩn bị cho lực lượng dự bị.
Ở phía ngược lại, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga vào ngày 11 tháng 4 nói rằng lực lượng này đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut. Trong khi đó, các tướng lĩnh hàng đầu Ukraine không phản ứng trực tiếp với tuyên bố của Wagner nhưng khẳng định vẫn giữ vững thành trì trước những cơn mưa đạn pháo bất tận. Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin, ông trùm Wagner vào ngày 11 tháng 4 khẳng định các chiến binh đang siết chặt vòng vây Bakhmut. Chúng tôi đã kiểm soát hơn 80% thành phố, bao gồm toàn bộ khu vực trung tâm hành chính, các xí nghiệp và kho bãi, ông Prigozhin nói trong một video. Song song đó, ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói trên đài truyền hình Nga, tình hình rất căng thẳng ở phía tây Bakhmut, nơi cố thủ của các đơn vị Ukraine. Các binh sĩ này chỉ có thể lựa chọn giữa tử chiến hoặc đầu hàng. Họ không thể rút lui vì Kiev đã cài cắm một lực lượng tiêu diệt binh sĩ tháo chạy. Các trận đánh vô cùng ác liệt ở Tây Bakhmut và Ukraine đang dồn toàn bộ sức mạnh chống đỡ. Ông Pushilin nói thêm, lực lượng Nga đã kiểm soát một số khu vực đường sắt ở phía Tây Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Mylia xác nhận Bakhmut đang bị tấn công mạnh nhất trong toàn bộ các phòng tuyến của Ukraine. Tuy vậy, bà nói quân Nga nhìn chung đang thua cuộc trong các trận đánh trên đường phố. Kiev cho biết họ cần thêm vũ khí nhiều hơn và mạnh hơn từ phương Tây, kêu gọi các nước đối tác cố gắng tìm kiếm sâu hơn trong kho dự trữ của họ. Không dừng lại ở đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin vào ngày 11 tháng 4 cho biết, lực lượng vũ trang Nga cũng đang đạt được nhiều bước tiến ở thành phố Avdiivka, nơi được ví như Bakhmut thứ hai trên chiến trường. Trên sóng truyền hình Channel One, ông tuyên bố rằng các đơn vị của Nga đang tiến về hướng Avdiivka một cách có hệ thống. Theo ông Pushilin, các binh lính đang tăng cường kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Pushilin cũng cho biết rằng một lượng lớn binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine đang đầu hàng gần Avdiivka. Hiện phía Ukraine chưa phản hồi về thông tin này. Hôm 10 tháng 4, ông Pushilin cũng nói rằng quân đội Nga đang tích cực tiến về phía Avdiivka. Trước đó cùng ngày, theo phía Ukraine, Thống đốc Donetsk thân Ukraine, ông Pavlo Kirilenko mô tả, Nga đã biến Avdiivka thành một đống đổ nát hoàn toàn, nhưng tổng cộng khoảng 1.800 người vẫn còn ở lại Avdiivka. Theo tờ Izvestia của Nga, vào đầu tháng 4, quân đội Nga đã tổ chức chiến thuật phòng thủ vô cùng tích cực ở Avdiivka. Thưa quý vị, khi vẫn chưa thể tìm thấy lối thoát trong giao tranh ròng rã suốt hơn 13 tháng qua, cả Nga và Ukraine đều nỗ lực dựng lên các công sự để chuẩn bị cho các cuộc tấn công và nâng cao phòng thủ. Đáng chú ý, theo Sky News, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Isonov mới đây cho biết, các lực lượng Nga trên bán đảo đã xây dựng hệ thống phòng thủ hiện đại và có chiều sâu, đồng thời khẳng định Moscow có đủ quân để đẩy lùi cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân của lực lượng Ukraine. Thực hư ra sao, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Chúng ta không thể đánh giá thấp kẻ thù, nhưng có thể khẳng định rằng lực lượng Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công của đối phương và sẽ giành chiến thắng, vị quan chức thân Nga nói. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, ông Aksinov từng lần đầu tiên đề cập đến các công trình phòng thủ mới ở Crimea, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết. Đến tháng 2 năm nay, tại một cuộc họp an ninh do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, người đứng đầu Crimea cho hay quá trình xây dựng các công sự sẽ hoàn thành vào tháng 4. Các hình ảnh vệ tinh được công bố hồi tuần trước đã mô tả chi tiết tuyến hào đồ sộ và các công sự được bố trí ở khu vực xung quanh Medvedivka, một thị trấn nhỏ gần giao lộ giữa Crimea và lục địa Ukraine. Theo Sky News, động thái này cho thấy phía Moscow đang ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine trên bán đảo Crimea. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Kiev sẽ tận dụng thời tiết ấm lên trong mùa xuân cùng các lô vũ khí mới đổ về từ phương Tây, bao gồm nhiều xe tăng cũng như chương trình đào tạo cấp tốc cho binh sĩ Ukraine để giành thế chủ động trên chiến trường. Thêm vào đó, tạp chí Newsweek của Mỹ gần đây đưa tin, lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đang xây một chiến hào khổng lồ trên khắp khu vực Zaporizhia. Theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Điều tra Báo chí Ukraine công bố, chiến hào dài hơn 70 km, trải dài liên tục trên khắp khu vực mà Nga kiểm soát. Nga đã kiểm soát một số khu vực ở Zaporizhia vào những ngày đầu xung đột. Vài ngày sau khi xung đột nổ ra, Moscow đã kiểm soát thành phố Berdyansk trước khi chiếm được Melitopol vào ngày 1 tháng 3. Ngay sau đó, các lực lượng Nga cũng kiểm soát thành phố Anhovda, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo Newsweek, chiến hào bắt đầu ở khu vực phía đông của vùng Zaporizhia, gần Melitopol, và kéo dài theo phía tây tới làng Marinivka ở quận Primorsky. Chiều dài của chiến hào bằng 1/3 chiều dài của Zaporizhia.
Trung tâm điều tra báo chí cho biết hình ảnh về chiến hào được thu thập bởi vệ tinh Sentinel-2 thuộc chương trình quan sát trái đất Copernicus của Liên minh châu Âu EU. Một phân tích hình ảnh cho thấy việc đào chiến hào đã bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái. Zaporizhia không phải là khu vực diễn ra nhiều giao tranh giữa Nga và Ukraine như các khu vực khác sau những chiến thắng ban đầu của Moscow ở đó. Tuy nhiên, theo tờ Kiev Independent, nhiều nhà phân tích quân sự tin rằng Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công ở Zaporizhia trong những tháng tới. Nếu thành công, bước đột phá có thể giúp Ukraine cắt đứt hành lang trên đất liền nối Nga với Crimea và cô lập quân đội Nga trên bán đảo này, giới chuyên gia nhận định. Zaporizhia là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Tổng thống Putin đã sáp nhập vào cuối tháng 9, với các quan chức Điện Kremlin khẳng định rằng vùng đất này được coi là lãnh thổ của Nga. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đáng chú ý, theo Newsweek đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã cảnh báo về thảm kịch Chernobyl có thể lặp lại khi cho rằng chính một nước NATO mới thực hiện chiến thuật tiêu thổ tàn khốc ở Ukraine thông qua việc cung cấp đạn uranium nghèo cho Kiev. Bà Maria Zakharova vào ngày 11 tháng 4 viết trên ứng dụng Telegram rằng quyết định của Vương quốc Anh về gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine để sử dụng cho xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả mọi người ở Ukraine, bao gồm chiến binh của Kiev và Moscow. Bà Zakharova khẳng định Vương quốc Anh bằng cách cung cấp vũ khí uranium nghèo cho Ukraine muốn biến lãnh thổ này trở thành một vùng đất hoang tàn và khô cằn. Sẽ không còn tiếng Nga ở đó, không còn tiếng Ukraine ở đó, sẽ chỉ có sự im lặng, giống như ở Pripyat và Chernobyl. Bà Zakharova viết thêm, đề cập đến các khu vực ở miền Bắc Ukraine hiện không còn ai cư ngụ do các thảm họa hạt nhân kinh hoàng bậc nhất lịch sử nhân loại xảy ra vào thời Liên Xô. Hiện London chưa phản ứng với bình luận vào ngày 11 tháng 4 của bà Zakharova. Trước đó, các quan chức quốc phòng Anh cho biết đạn uranium nghèo là một vũ khí tiêu chuẩn và không liên quan gì đến vũ khí hạt nhân. Đài BBC trích thông báo của Bộ Quốc phòng ở London khẳng định, quân đội Anh đã sử dụng uranium nghèo trong các loại đạn xuyên giáp suốt nhiều thập kỷ qua. Nga biết điều này nhưng cố tình làm sai lệch thông tin. Nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học từ những tổ chức như Hiệp hội Hoàng gia đã đánh giá rằng bất kỳ các tác động nào đối với sức khỏe cá nhân và môi trường từ việc sử dụng đạn uranium nghèo nếu có thì cũng ở mức thấp. Cùng lúc đó, Nga tiếp tục phô diễn khả năng của một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới. Theo đó, Bộ Quốc phòng nước này mới đây cho biết Moscow đã thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào ngày 11 tháng 4. Đợt thử nghiệm diễn ra tại căn cứ Kapustin-Ya thuộc khu vực Astrakhan, miền nam nước Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết, một kíp chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vụ phóng giúp kiểm tra các sơ đồ giải pháp, kết cấu và kỹ thuật trong việc phát triển các hệ thống tên lửa mới. Đầu đạn thử nghiệm của tên lửa đã bắn trúng chính xác mục tiêu đặt tại trường bắn Sarisagan của Cộng hòa Kazakhstan. Theo CNN, hồi đầu tháng 2, Nga đã thử nghiệm tên lửa ICBM vào khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân đến Ukraine nhưng bị thất bại. Khi đó, một quan chức Nga cho biết, Moscow đã thông báo vụ thử nghiệm tên lửa thông qua đường dây giảm xung đột, vốn được thiết lập theo Hiệp ước New START. Do đó, vụ thử nghiệm là hoạt động diễn ra như thường lệ. Một quan chức khác nói rằng phía Washington cũng không xem hành động này của Nga là gây leo thang căng thẳng. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí của hạm đội Biển Đen Nga đưa tin hôm 11 tháng 4, đoàn thủy thủ của khinh hạm Đô đốc Makarov của Nga đã triển khai tập trận hải chiến bằng cách tổ chức bắn pháo ở Biển Đen. Cơ quan này cho biết, đoàn thủy thủ của tàu khu trục Đô đốc Makarov thuộc hạm đội Biển Đen đã thực hành các nhiệm vụ của buổi huấn luyện đặc biệt thứ hai, đó là triển khai và chiến đấu bằng tàu độc lập ở vùng biển thuộc Biển Đen. Để thực hiện cuộc diễn tập, con tàu đã được triển khai ra biển, di chuyển đến khu vực huấn luyện chiến đấu và thực hiện các cuộc bắn pháo nhằm vào các mục tiêu trên không và trên biển. Là một phần của cuộc tập trận, các thủy thủ hải quân đã tiến hành diễn tập tác chiến điện tử và phòng không trên tàu, đồng thời thực hành xác định việc kiểm soát thiệt hại của tàu khi đang di chuyển. Văn phòng báo chí đưa tin, trước đó các thủy thủ của con tàu đã vượt qua nhiệm vụ khóa đầu tiên K1. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hàng năm trong hệ thống huấn luyện đoàn thủy thủ. Ở diễn biến liên quan khác, theo trang tin RT đưa tin, Seth May Hirsch, người từng đoạt giải Pulitzer và là tác giả của bài báo về sự tham gia của Hoa Kỳ trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc của Nga, mới đây lập luận rằng Mỹ vào cuối năm 2021 từng có ý định sử dụng vụ phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc để ngăn cản Nga tấn công Ukraine.
Trước đó, trong một bài giải trình được công bố trực tuyến vào hồi tháng 2 năm nay, nhà báo Hearst tuyên bố Hoa Kỳ đã dàn dựng vụ đánh bom vào tháng 9 năm 2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức. Trả lời phỏng vấn với tạp chí trực tuyến của Đức Tichy and Blake hồi đầu tuần này, nhà báo cho biết Tổng thống Joe Biden ban đầu coi mối đe dọa phá hoại là một biện pháp ngăn chặn xung đột bùng nổ. Theo đó, ông Hearst tuyên bố rằng các kế hoạch tấn công tiềm tàng đã bắt đầu vào cuối năm 2021 khi Mỹ cáo buộc Moscow tăng cường quân sự dọc biên giới với Ukraine. Nhà báo Mỹ nói rằng, theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng điều gì đó đặc biệt quan trọng và bằng hình thức chiêu dụ hoặc đe dọa để thuyết phục ông Putin không tấn công Ukraine. Và trên tất cả, có thể đó là một mối đe dọa đối với ông Putin rằng chúng tôi sẽ cho nổ tung các đường ống nếu lực lượng Nga vượt qua biên giới Ukraine. Thưa quý vị, hai tuần trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, ông Biden từng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ đóng đường ống dòng chảy phương Bắc nếu lực lượng Nga tiến vào Ukraine. Và kể từ khi chiến sự bùng nổ, Washington và các đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Moscow, đồng thời cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng và pháo binh. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ phá hoại đường ống, coi câu chuyện của ông Hearst là hoàn toàn sai sự thật và hư cấu. Một số đơn vị truyền thông vào hồi tháng 3 tuyên bố rằng một nhóm thân Ukraine hành động độc lập có thể đứng sau vụ phá hoại. Phía Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng các báo cáo nhằm mục đích làm chệch hướng sự chú ý khỏi cuộc điều tra của nhà báo Mỹ. Tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Nga thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt. Phó đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói với tờ Investia vào hôm 11 tháng 4 rằng các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không quan tâm đến một cuộc điều tra quốc tế khách quan. Thay vào đó, họ quan tâm đến việc che đậy dấu vết và dẫn dắt các nhà điều tra đi sai đường, vị quan chức nhấn mạnh. Mặt khác, diễn biến xung quanh vụ việc rò rỉ tài liệu mật của Mỹ tiếp tục gây tranh cãi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin vào hôm 11 tháng 4 khẳng định Washington sẽ tiếp tục điều tra đến khi tìm ra được nguồn gốc làm lộ các tài liệu. Ông Austin là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ bình luận về vụ rò rỉ. Tại cuộc họp báo, ông cho biết Lầu Năm Góc biết rằng các tài liệu này đã được đăng vào hôm 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, nhưng không chắc liệu có tài liệu trực tuyến đã được đăng trước đó hay không. Lần đầu tiên tôi được thông báo về thông tin tài liệu mật bị rò rỉ là vào sáng ngày 6 tháng 4 và kể từ đó tôi đã triệu tập các nhà lãnh đạo cấp cao của các bộ phận để đưa ra phản ứng. Tôi đã chỉ đạo giải quyết khẩn cấp vấn đề và đã chuyển đến Bộ Tư pháp để mở cuộc điều tra hình sự. Hiện tại tôi không thể tiết lộ nhiều hơn nữa bởi Bộ Tư pháp đang thực hiện điều tra nhưng chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình để giữ an toàn cho nước Mỹ và sẽ tiếp tục điều tra cũng như lật tung mọi ngóc ngách cho đến khi tìm ra nguồn gốc của nó. Một số chuyên gia an ninh quốc gia và các quan chức Mỹ nói rằng họ nghi ngờ người tiết lộ thông tin có thể là người Mỹ dựa trên phạm vi chủ đề của các tài liệu. Thưa quý vị, rõ ràng vụ việc các tài liệu tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ tiếp tục phơi bày nhiều thông tin đắt giá liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine. Theo trang tin RT, trong khi Mỹ vẫn đang tiến hành công tác điều tra, một số quốc gia đồng minh đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ những ngày qua. Hàng chục tài liệu nhạy cảm theo Wall Street Journal bắt đầu xuất hiện trực tuyến từ hồi đầu tháng 1 nhưng không nhận được sự chú ý của giới truyền thông cho đến tuần trước. Trong đó, các tài liệu chủ yếu tập trung vào kế hoạch của Mỹ ở chiến trường Ukraine và cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về nỗ lực do thám của Washington đối với đối thủ và đồng minh của họ. Theo báo cáo của Washington Post, một trong những tài liệu tuyên bố, vào tháng 9 năm ngoái, một máy bay chiến đấu của Nga đã suýt bắn hạ một máy bay trinh sát RC-135 của Anh trên Biển Đen. Điều này được cho là có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Moscow. Tuy nhiên, một nguồn tin quốc phòng giấu tên của Anh nói với Financial Times rằng những báo cáo này có điểm không chính xác và không phản ánh những gì đã xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Bình luận về vụ rò rỉ thông tin, Seoul đã bác bỏ cáo buộc về việc Washington cố gắng theo dõi các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, đồng thời cho rằng đây là cáo buộc lố bịch và sai lầm và lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm nghe lén các cuộc thảo luận nội bộ trong dinh tổng thống ở Seoul sẽ phải vượt qua an ninh chặt chẽ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Bulgaria cũng phủ nhận thông tin tổ chức đàm phán về việc cung cấp miễn phí máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine bởi vì điều đó sẽ làm giảm khả năng phòng thủ của họ. Israel cũng cho rằng không có chuyện nước này có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nếu chịu sức ép.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel tiếp tục viện trợ nhân đạo và cung cấp các hệ thống phòng vệ dân sự cho Kiev, song không có kế hoạch gửi vũ khí sát thương. Về phía Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng tài liệu đã bị chỉnh sửa và nhằm mục đích gieo rắc hoài nghi giữa các đồng minh, cản trở kế hoạch phản công của Kiev. Trong khi đó, giới chức Mỹ tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ rò rỉ. Lầu Năm Góc cảnh báo những tài liệu này có thể đưa ra mối đe dọa nghiêm trọng với Washington. Việc đánh giá tính xác thực của tài liệu cũng như tác động của nó có thể mất thời gian. Thêm vào đó, theo hãng tin BBC News đưa tin mới đây, những tài liệu này đã chứng minh sự hiện diện của quân sự NATO ở Ukraine. Đây là một trong những chủ đề được thảo luận ở cộng đồng quốc tế hơn một năm qua. Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ đã chỉ ra rằng Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có lực lượng đặc nhiệm đang hoạt động ở Ukraine với 50 thành viên. Tiếp theo là các quốc gia NATO khác như Latvia, 17 đặc vụ, Pháp 15 thành viên, Mỹ 14 thành viên và Hà Lan là một. Tài liệu không tiết lộ những lực lượng này đang đóng quân ở đâu và nhiệm vụ của họ là gì. Theo BBC, Nga có thể đã biết đến sự hiện diện của các lực lượng phương Tây ở Ukraine khi nước này thời gian qua đã liên tục khẳng định rằng họ không chỉ đang đối đầu với Ukraine mà còn cả NATO, khối quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu. Moscow từng cảnh báo bất kỳ khí tài hay cố vấn chuyên gia nước ngoài nào ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Washington và London chưa bao giờ xác nhận sự hiện diện của các lực lượng đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về vấn đề này trong hơn một năm qua. Một số nguồn tin nói rằng phương Tây đã triển khai các đặc nhiệm để hỗ trợ Kiev ngay sau khi xung đột bùng nổ. Theo báo Daily Mirror, hàng chục cựu thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và nổi tiếng nhất của Anh đã tới chiến trường Ukraine làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn thông qua một công ty quân sự tư nhân. Họ đã huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng do Anh sản xuất. Tháng 11 năm ngoái, trang tin Grey Zone cho biết các đặc nhiệm Anh đã thông qua một công ty tư nhân tên là Preville Partners để đào tạo binh sĩ Ukraine thực hiện tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Hiện Anh và các quốc gia được nhắc đến chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong một bài đăng trên Twitter mới đây, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định rằng những thông tin liên quan đến tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ không có độ chính xác cao. Anh là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Nước này hiện là nhà cung cấp quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang nhấn chìm châu Âu trong khủng hoảng, hãng tin Sky News cho hay Romania, một trong các thành viên của Liên minh NATO, đang lên kế hoạch mua hệ thống máy bay chiến đấu F-35 mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này. Quốc gia thành viên NATO này đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay nhằm nâng cao năng lực phòng thủ giữa lúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Romania là quốc gia có chung đường biên giới dài gần 650 km với Ukraine, là nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Kể từ năm ngoái, có một nhóm chiến đấu liên minh thường trực đóng quân trên lãnh thổ nước này. Tuyên bố mới đây của Bucharest nêu rõ, việc trang bị năng lực tác chiến phòng không mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể tương tác linh hoạt và hiệu quả như một phần trong các cam kết của chúng tôi với tư cách là một quốc gia NATO cũng như Liên minh EU và là chìa khóa để Romania đạt được các mục tiêu chính sách quốc phòng của mình. Quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân sẽ tiếp tục thông qua việc mua lại các máy bay phản lực F-35 thế hệ trước. Tuy nhiên, nước này không nêu chi tiết về thời gian tiến hành kế hoạch hoặc số lượng chiến đấu cơ cần được trang bị. Và năm ngoái, Tổng thống Klaus Iohannis cho biết Romania đang cân nhắc mua máy bay F-35 do nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin Corp của Mỹ chế tạo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Romania cho biết hồi tháng 3 năm nay, Bucharest còn dự kiến mua xe tăng Abrams do General Dynamics sản xuất như một phần trong kế hoạch mở rộng chi tiêu quốc phòng của nước này. Trong khi đó, Ba Lan với vai trò là trung tâm hậu cần để NATO vận chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị tới Ukraine cũng bày tỏ mong muốn nâng cấp lực lượng quân đội của mình. Theo trang tin RT, sau buổi gặp giữa Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở thủ đô Washington, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ba Lan. Ông Morawiecki nói với kênh Postcard RMF rằng bà Harris đã hứa hẹn sẽ tăng cường hiện diện quân sự thường xuyên ở Ba Lan. Cả hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tổ hợp tên lửa phòng thủ hiện đang được xây dựng ở thị trấn Rzeszów, miền Bắc Ba Lan.
Ông Morawiecki cho biết, ông thực sự hoan nghênh khi Mỹ không chỉ hiện diện quân đội mà còn xây dựng các kho vũ khí của họ ở Ba Lan. Vị thủ tướng khẳng định Ba Lan muốn trở thành nền móng cho an ninh của châu Âu và điều này đang đi đúng hướng khi chính phủ quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên 4% GDP. Bà Harris đã cam kết chắc chắn là sẽ gửi thêm binh sĩ và thành lập căn cứ quân sự ở Ba Lan. Ông Morawiecki tuyên bố Ba Lan sẽ xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu. Đó là lý do tại sao chính quyền Warsaw muốn hợp tác với quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất thế giới. Bên cạnh đó, theo Sky News, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño vào hôm 11 tháng 4 cho biết Trung Quốc là một nhân tố chủ chốt trên trường quốc tế và có thể góp phần chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cụ thể, bà Nadia cho rằng châu Âu không thể quay lưng lại với Trung Quốc và cố gắng phớt lờ nó. Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, bà Calviño nói: "Tôi cho rằng chúng ta có lợi ích chung trong việc đảm bảo Bắc Kinh tham gia một cách xây dựng để chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt." Bà cho biết sự phân mảnh thị trường toàn cầu do xung đột sẽ là một sự mất mát cho tất cả các quốc gia. Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình, thậm chí là đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm của riêng mình để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine và một số các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn hoài nghi về mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ở diễn biến khác, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu ông Eric Mamer vào hôm 11 tháng 4 cho biết Liên minh châu Âu, EU kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực để thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Ông Mamer nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục kêu gọi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trước đó, vào hôm 10 tháng 4, Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. EU khẳng định tình trạng của hòn đảo không nên bị thay đổi bằng vũ lực, bởi vì bất kỳ hành động leo thang hay sự cố bất chắc nào ở đây đều sẽ có tác động rất lớn trên toàn cầu. Trung Quốc ngày 10 tháng 4 thông báo kết thúc cuộc tập trận quân sự 3 ngày ở xung quanh đảo Đài Loan diễn ra theo kế hoạch. Quân đội Trung Quốc cho biết đã kiểm tra đầy đủ năng lực chiến đấu phối hợp trong điều kiện thực tế, bao gồm diễn tập oanh kích chính xác vào các mục tiêu trên đất liền, đảo Đài Loan và bao vây phong tỏa hòn đảo này. Đài nhà nước CCTV dẫn lời một quan chức từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết: "Binh sĩ của chiến khu chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm, quyết tâm đập tan nỗ lực đòi độc lập cho Đài Loan của các phần tử ly khai, cũng như kiên quyết ngăn chặn nước ngoài can thiệp." Thưa quý vị, mối quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Trung vẫn gặp nhiều trắc trở. Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân mới đây tiếp tục cảnh báo Mỹ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng làm suy yếu lợi ích của họ dưới mọi hình thức. Trả lời câu hỏi về các sự kiện leo thang căng thẳng giữa Mỹ-Trung trong thời điểm hiện tại, ông Uông nói, Trung Quốc không chịu trách nhiệm về bất kỳ khó khăn nào trong mối quan hệ với Mỹ. Thay vào đó, Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ngừng làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc dưới mọi hình thức và ngừng phá hoại nền tảng chính trị của quan hệ song phương. Chúng tôi kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc vì một mục tiêu chung và đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định. Giữa lúc đó, vết nứt trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày một khoét sâu. Bộ trưởng Nội vụ quyền lực của Ấn Độ vào hôm 10 tháng 4 đã đến thăm vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Bất chấp phản đối của Bắc Kinh, New Delhi tuyên bố khởi động chương trình phát triển các làng tại đây với mức đầu tư là 585 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh tại khu vực chưa phân định ranh giới rõ ràng. Reuters hôm 11 tháng 4 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết, chương trình mới sẽ hỗ trợ gần 3.000 làng tại 4 bang và một vùng lãnh thổ do New Delhi quản lý ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Trong chuyến thăm vừa qua, ông Shah cũng tiết lộ quân đội Ấn Độ được triển khai trong khu vực sẽ đảm bảo không bên nào có thể dòm ngó biên giới hay xâm phạm lãnh thổ đất nước. Tuyên bố trên được ông Shah đưa ra vài giờ sau khi Trung Quốc phản đối kịch liệt chuyến thăm của quan chức này. Bắc Kinh cho rằng đó là động thái xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Theo Reuters, Arunachal Pradesh đã trở thành một điểm nóng mới, chứng kiến các cuộc so kè giữa New Delhi và Bắc Kinh. Quan hệ hai nước đã căng thẳng hơn từ sau vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng quân sự ở khu vực phía tây dãy Himalaya hồi năm 2020. Vụ việc khiến 24 lính thiệt mạng. Hồi tháng 12 năm ngoái, quân đội Trung Ấn tiếp tục chạm trán ở khu vực Tawang. Tuần trước, Ấn Độ bác bỏ việc Trung Quốc đổi tên 11 khu vực bao gồm 5 ngọn núi ở Arunachal Pradesh. Bộ trưởng Shah nhấn mạnh rằng người dân Ấn Độ ở các vùng biên giới có thể yên giấc vì đã có lực lượng quân đội dũng cảm ngày đêm canh gác, đảm bảo an ninh.
Trong khi đó, Mỹ lại càng ngày càng thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Philippines vào hôm 11 tháng 4 đã đồng ý hoàn thành lộ trình an ninh của Washington dành cho Manila trong vòng 5 đến 10 năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin cho biết các đồng minh đã đưa thảo luận về việc cung cấp các phương tiện phòng thủ ưu tiên bao gồm radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng không tại cuộc họp được gọi là 2+2 ở Washington, với sự tham gia của các quan chức khác là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các đối tác Philippines. Ngoại trưởng Philippines ông Enrique Manalo cũng phát biểu trong cuộc họp báo rằng hai bên đã tăng gấp đôi việc hiện đại hóa liên minh Philippines-Mỹ và công nhận rằng quan hệ đối tác của hai bên sẽ cần đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Các chuyên gia bao gồm các cựu quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Hoa Kỳ xem Philippines là một địa điểm tiềm năng cho các hệ thống tên lửa và pháo binh để chống lại các hoạt động của đối thủ trong khu vực này. Ông Austin nói rằng còn quá sớm để thảo luận về những vũ khí quân sự mà Mỹ muốn bố trí tại các căn cứ quân sự ở Philippines theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao EDCA đã được mở rộng gần đây. Ông Manalo cho biết các địa điểm quân sự mà Philippines cho phép Mỹ đóng quân dựa trên thỏa thuận EDCA chủ yếu nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác quân sự, giải quyết các thảm họa nhân đạo tiềm ẩn và có thể ứng phó với các loại thách thức an ninh khác. Lầu Năm Góc chưa cho biết cụ thể các căn cứ quân sự bổ sung sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ngoại trừ việc mở rộng sân bay và huấn luyện hải quân. Song song với đó, NHK cho biết vào ngày 14 tháng 4 sắp tới, các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về biện pháp đáp trả chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 11 tháng 4 cho biết cuộc hội đàm giữa các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, Nhật, Hàn về Triều Tiên sẽ diễn ra ở thủ đô Washington DC của Mỹ. Đại diện các nước tham gia cuộc họp dự kiến bao gồm người đứng đầu về hoạch định chính sách quốc phòng của nội các Nhật Bản, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Thứ trưởng Chính sách Quốc phòng của Hàn Quốc Heo Tae-kyun. Các quan chức cấp cao dự kiến trao đổi về các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cùng nhiều vấn đề an ninh khác trong khu vực. Ba nước cũng sẽ tìm giải pháp tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên. NHK bình luận, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày càng có tư tưởng đối đầu với Mỹ và Nhật Bản. Chánh thư ký văn phòng nội các Nhật Masuno Hirokazu nói rằng Bình Nhưỡng có khả năng có nhiều hành động khiêu khích hơn nữa, bao gồm các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Ông Masuno chỉ ra Nhật Bản sẽ nỗ lực đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc. Tokyo cũng sẽ tăng cường thu thập và phân tích thông tin tình báo, cũng như theo dõi sát mọi diễn biến liên quan. Thưa quý vị, vào hôm 11 tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã công bố chính sách ngoại giao thường niên hay còn gọi là sách xanh ngoại giao. Tokyo đã gọi xung đột ở Ukraine là biểu tượng cho giai đoạn chấm dứt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, sách xanh ngoại giao 2023 của Nhật Bản cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, trong khi hòa hiếu hơn với Hàn Quốc sau nỗ lực giã băng quan hệ gần đây. Tuy nhiên, giữa hai quốc gia này vẫn tồn tại bất đồng lớn về vấn đề lãnh thổ. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết hôm 11 tháng 4, Seoul đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ Nhật Bản khi Tokyo tiếp tục nêu yêu sách lãnh thổ với một nhóm đảo nhỏ nằm giữa hai nước. Seoul gọi nhóm đảo này là Dokdo, Tokyo gọi là Takeshima. Quần đảo này từ lâu do Hàn Quốc duy trì kiểm soát và bố trí lực lượng an ninh thường trực. Tuy nhiên, mới đây, Nhật Bản đã tái khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo này trong sách xanh ngoại giao năm 2023, đồng thời tố Seoul chiếm đóng nhóm đảo bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Song-chuk nêu rõ, Seoul phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản liên tục tuyên bố chủ quyền vô lý với đảo Dokdo. Đây là lãnh thổ thuộc chủ quyền của chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, Nhật Bản nên nhận thức rõ ràng rằng việc lặp lại các tuyên bố như vậy sẽ không đóng góp tích cực cho nỗ lực xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp mà đôi bên đang hướng đến. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Phó trưởng Phái đoàn Đại sứ Nhật Bản tại Seoul để nêu thông điệp phản đối. Theo Seoul, sách xanh của Nhật cũng không ghi nhận nỗ lực của các chính quyền tiền nhiệm Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Sách xanh chỉ đề cập, kể từ khi chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền, Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề lao động thời chiến thông qua các cuộc đối thoại, tham vấn và họp thượng đỉnh. Tình hình tại khu vực Trung Đông cũng có nhiều biến chuyển. Theo Reuters, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cũng đã cùng thảo luận với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman về vấn đề Iran và các bước tiếp theo để chấm dứt xung đột ở Yemen.
Cuộc điện đàm giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út diễn ra sau khi Bắc Kinh là trung gian cho thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Gần đây, phía Iran đã thông báo hai nước sẽ mở lại các đại sứ quán và lãnh sự quán của nhau. Thông báo của Nhà Trắng viết, ông Sullivan và Thái tử Salman đã nói về các biện pháp có thể làm giảm leo thang ở khu vực Trung Đông, đồng thời lưu ý đến những vấn đề có thể xảy ra từ Iran hoặc một bên nào khác. Ông Sullivan đã tái khẳng định là Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ không để Iran nắm giữ vũ khí hạt nhân. Năm 2016, Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran để đáp trả lại các cuộc tấn công vào phái bộ ngoại giao của Ả Rập Xê Út ở Iran. Thời điểm đó, Iran đã có hành động như vậy sau khi Vương quốc Ả Rập hành quyết một giáo sĩ của nhánh Shiite của Hồi giáo. Gần đây, phái đoàn của Ả Rập Xê Út cũng đã gặp các quan chức của lực lượng Hồi giáo Houthi của Yemen tại thủ đô của Oman. Hai bên đã tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn dưới sự hỗ trợ trung gian của Oman. Thưa quý vị, bên cạnh các căng thẳng địa chính trị khiến nhiều quốc gia chìm sâu trong bất ổn, thì chính phủ các nước cũng khó khăn trong việc giải quyết một số vấn đề nội bộ khác. Theo Reuters, Ý vừa qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì người di cư sau khi dòng người di cư từ châu Phi đến châu Âu qua Địa Trung Hải liên tục gia tăng trong thời gian qua. Trong một tuyên bố sau cuộc họp nội các hôm 11 tháng 4, chính phủ Ý cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng là cần thiết. Điều này sẽ giúp các cơ quan của Ý quản lý tốt hơn lượng người di cư đến nước này và tại các cơ sở trú ẩn dành cho người di cư vốn luôn trong tình trạng quá tải vì lượng người tăng vọt. Khoản tài trợ ban đầu trị giá 5 triệu euro cũng đã được phê duyệt như một phần của biện pháp do Thủ tướng Giorgia Meloni và nội các đề xuất. Kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 10 năm 2022, chính quyền của Thủ tướng Meloni đã cam kết hạn chế dòng người di cư đổ vào nước này qua đường biển. Nhưng theo số liệu của Bộ Nội vụ Ý, kể từ đầu năm đến nay, họ đã ghi nhận khoảng 31.300 người di cư, tăng 4 lần so với cùng kỳ một năm trước là khoảng 7.900 người. Chỉ tính trong 3 ngày qua, khoảng 3.000 người đã đến Ý qua Địa Trung Hải. Giữa lúc đó, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga đã phun trào trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông vào hôm 11 tháng 4. Đám mây cho bụi khổng lồ từ núi lửa đang bao phủ bầu trời dẫn tới cảnh báo hàng không. Các ngôi làng xung quanh chìm trong những đám bụi núi lửa màu xám. Núi lửa Sivalik phun trào ngay sau nửa đêm và đạt đến đỉnh điểm khoảng sau 6 giờ sau đó, phun ra một đám mây tro trên diện tích 108.000 km2, theo ghi nhận từ một cơ quan ở Kamchatka thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Dòng nhung nham liên tục tuôn ra từ núi lửa làm tan tuyết, trong khi các ngôi làng bị bao phủ bởi lớp tro xám dày tới 8,5 cm, sâu nhất trong 60 năm. Một phụ nữ sống ở ngôi làng gần núi lửa cho biết, bây giờ là 6 giờ sáng và tàn tro đang tuôn xuống. Tôi nghe mọi người nói rằng núi lửa Sivalik đã phun trào. Bạn không thể thấy gì ở bên ngoài hết, giống như ngày đã hóa thành đêm. Khoảng 300.000 người sống trên bán đảo Kamchatka rộng lớn của Nga nhô ra Thái Bình Dương ở phía đông bắc Nhật Bản. Hiện không có báo cáo về thương vong mặc dù các nhà khoa học cho biết núi lửa không ngừng phun trào suốt 15 giờ liên tiếp. Đội ứng phó sự cố phun trào núi lửa Kamchatka Carver đã đưa ra thông báo đỏ cho ngành hàng không, cho biết hoạt động núi lửa đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến hàng không quốc tế. Một số trường học trên bán đảo cách thủ đô Moscow khoảng 6.800 km về phía đông đã bị đóng cửa. Người dân được yêu cầu ở trong nhà. Núi lửa Sivalik đã có khoảng 60 vụ phun trào đáng kể trong 10.000 năm qua, với vụ phun trào lớn nhất gần đây là vào năm 2007. Còn tại thành phố Phoenix, thủ phủ bang Arizona của Mỹ, mới đây cũng đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ tại đô thị này đã tăng vọt lên tới 37 độ C trong ngày 11 tháng 4, mức nhiệt cao nhất trong cùng thời điểm kể từ năm 1989. Tiến sĩ Erlan Schaffler, nhà khí hậu học, giảng viên tại Đại học bang Arizona cho biết, hiện nay Arizona đang trong giai đoạn chuyển mùa trước khi chính thức bước sang mùa hè. Theo nữ chuyên gia, mức nền nhiệt hiện nay tại thành phố Phoenix là nhiệt độ thường thấy vào đầu tháng 5. Các nhà khoa học nhận định rằng thế giới đang trở nên ấm hơn do biến đổi khí hậu, vốn cũng là nguyên nhân gây ra hạn hán, bão và cháy rừng nghiêm trọng trên toàn cầu. Trái đất đang trên đà tăng thêm 3,2 độ C vào cuối thế kỷ này. Ngay cả khi các quốc gia hoàn thành các mục tiêu cắt giảm khí thải, nhiệt độ vẫn có thể tăng ít nhất là 2,2 độ C. Nhiệt độ trung bình của trái đất đã tăng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1990. Cũng theo Reuters, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico mới đây thông báo, các nhà khảo cổ học nước này vừa tìm thấy một bảng đá cổ của người Maya được dùng để làm bảng điểm trong thi đấu thể thao. Bảng điểm hình tròn có hình khắc hai người chơi bóng được phát hiện tại quần thể Chichantop thuộc địa điểm khảo cổ Chichen Itza, bang Yucatan, Mexico. Theo các chuyên gia, cổ vật này có từ thời hậu cổ điển sớm, giữa những năm 800 sau công nguyên và đầu năm 900 sau công nguyên. Đây là lần đầu tiên trong hơn 11 năm các chuyên gia Mexico tìm thấy một vật thể chứa văn bản chữ viết tượng hình còn nguyên vẹn.
Maya thường là một nền văn minh vĩ đại, đạt tới đỉnh cao của mọi lĩnh vực từ kiến trúc, toán học, thiên văn học cho đến nghệ thuật. Trong thời kỳ đầu công nguyên, nhà nước do người Maya thành lập xuất hiện hàng loạt và phát triển rực rỡ đa dạng. Tuy nhiên, đa số các quốc gia này lần lượt diệt vong đầy bí ẩn và gần như biến mất hoàn toàn vào thế kỷ thứ 10. Nhiều công trình ấn tượng của người Maya hiện vẫn còn tồn tại trong các khu rừng ở Đông Nam Mexico, Tây Honduras, Guatemala và Belize. Thưa quý vị, truyền thông thế giới mới đây đồng loạt đưa tin, Lars Wallander, nghệ sĩ guitar lâu năm của nhóm nhạc huyền thoại Thụy Điển ABBA, vừa qua đời ở tuổi 70 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thông báo được gia đình Wallander đăng tải trên mạng xã hội ngày 9 tháng 4 có nội dung: "Thật đau buồn khi chúng tôi phải nói rằng Lars yêu dấu của chúng tôi đã yên nghỉ. Lars gần đây đang ngã bệnh do ung thư di căn. Ông ấy đã qua đời vào ngày thứ 6 tuần thánh trong vòng tay của những người yêu thương. Lars là một nghệ sĩ khiêm nhường, nhưng trên hết là một người chồng, người cha, người anh, người chú và người ông tuyệt vời." Nhóm A3 cũng đưa ra một thông điệp trên Instagram rằng Lars là một người bạn thân, một người đàn ông vui vẻ, một nghệ sĩ guitar tuyệt vời. Vai trò của ông ấy trong phòng thu âm và trên sân khấu là vô cùng lớn. Chúng tôi sẽ mãi nhớ đến sự tử tế, khiếu hài hước và khuôn mặt luôn tươi cười cùng tài năng âm nhạc xuất sắc của Lars, nhân tố không thể thiếu trong chuyến hành trình của ABBA. Lars Wallander gia nhập ABBA vào năm 1975, góp mặt vào 24 bài hát của nhóm, tiêu biểu như Take a Chance on Me, Knowing Me, Knowing You hay The Name of the Game. Sau khi ABBA tan rã vào năm 1982, ông đã ra mắt một số album solo. Năm 2016, ABBA tái hợp, Wallander đã cùng các thành viên khác phát hành album thứ 9, cũng là album cuối cùng của nhóm Verve vào năm 2021. Những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.